Xin chào mọi người, mời mọi người hôm nay làm món ba chỉ rang cháy cạnh cùng mình nha. Nguyên liệu của món này thì rất là đơn giản, chỉ gồm ba chỉ mình sẽ dùng 500g tiêu bột, hành lá, hành tím, ngò, các gia vị như dầu mình sẽ dùng 20ml, nước mắm dùng 15ml, nước dùng 10ml. Đây là cái khúc ba chỉ mình đã dùng nha mọi người. Ba chỉ mình sẽ lựa một hơi dày một chút để khi mình cắt chì á, nó sẽ có cái độ dài. Sau khi rửa thật sạch thì bây giờ mình sẽ cắt những con chì khoảng 2 x 2,5cm nha. Đây mọi người, cắt như thế này. Cắt những cái khúc như thế này, cỡ như ngón tay cái mọi người. Bây giờ mình sẽ cắt hết cái phần ba chỉ này và mình sẽ tiến hành chế biến nha. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bỉnh, hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất tải lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Ba chỉ thì mình lựa những cái khúc nửa nạc nửa mỡ thì khi mình làm á nó mới ngon được. Nó sẽ không có bị quá khô mà không bị quá ngán. Bây giờ xong rồi mình sẽ đem đi rang luôn với cái chảo mà mình chưa bỏ vào gì hết nha mọi người. Mình chưa bỏ gì hết trong chảo này đâu. Mình sẽ rang cho nước nó khô. Thì khi mình nấu á, ba chỉ nó sẽ không bị văng dầu, nó sẽ không bị nổ dầu lên, rất là nguy hiểm nha. Nguy hiểm với nhan sắc của những người phụ nữ như chúng ta. Giờ mình sẽ rang cho kiệt nước thì mình mới cho dầu vào nha mọi người. Sau khi mình rang mình cảm thấy dầu nó ra và nước nó hết rồi thì mình mới cho cái phần dầu mà 20ml lúc nãy vào. Bây giờ mình sẽ để lửa riu riu cho nó cháy vàng các cạnh của ba chỉ nha. Khoảng tầm 3 tới 4 phút thôi nha mọi người. Các bạn thường xuyên đảo đều và tốt nhất thì né xa xa ra nha, để nó văng dầu ấy. Sau khi mình thấy ba chỉ đã xém vàng rồi, mình sẽ cho ra dĩa. Cái phần hành tím lúc nãy đó mọi người, mình sẽ băm nhuyễn để mình cho vào dầu mình phi nha. Mình sẽ cho vào cái dầu lúc nãy luôn nha. Mình sẽ phi thơm hành tím. Sau đó mình sẽ cho ba chỉ vào. Mình cho ba chỉ vào lại xào sơ. Bây giờ mình sẽ cho cái gia vị mình đã chuẩn bị vào. Gia vị gồm có nước mắm. Nước mắm 15ml lúc nãy nha. Nước lọc 10ml. Tiêu bột. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều cho ba chỉ thấm gia vị và vàng xém tất cả các mặt. Đến bước này thì các bạn xiên đảo đều để không bị cháy một phần của ba chỉ nha. Cái phần nào ở dưới thì nó sẽ rất là mau bị cháy. Các bạn ram cho tới khi nào cái độ vàng á, các bạn thấy vàng giòn thì các bạn sẽ tắt bếp, trưng bày ra và thưởng thức được rồi. Phần ba chỉ thành phẩm thì sẽ có bên ngoài được có độ giòn, bên trong mềm, có vị vừa ăn, mùi hương đặc trưng của nước mắm nha mọi người. Xong rồi thì bây giờ mình sẽ trưng bày ra dĩa thưởng thức thôi. Món này thường mình sẽ ăn cùng với cơm, rất là bắt cơm nha. Có món này rồi thì bây giờ mình sẽ cần chế biến thêm một ít canh hoặc là dĩa rau luộc nữa là được rồi đó mọi người. Là hoàn thành bữa ăn của mình rồi đó. Hôm nay cái chảo của mình nó không phải là cái chảo có cái chịu độ nóng tốt á, nên là khi chiên thịt nó không có xém vàng cái cạnh như mong muốn. Nhưng mà vị của nó cũng rất là ngon rồi mọi người. Chúc mọi người thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.